xin chào cả các bạn. Các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu những cái slime mới. Nó tên là màu em mơ. Sau này giới thiệu các bạn rồi để mơ mấy bơ. Cho cho luôn cho mấy em nữa. Những cái giá của sơ này mình sẽ để giá định và bình luận vào những cái tên này. Rồi rất là xấu tay. Cossy luôn này. Này là không có mùi. Tất cả sơ này không có mùi. Thế là một cái sơ trong thạch. Thạch bạc hà. Thì dâu. Đây là một quả snap trong. Làm hơi có mùi rồi các bạn trao. Cho các bạn thấy rất là nóng. Chuẩn. Dễ thương. Không có mùi nha. Mình làm chưa biết trong mấy. Theo là đây xem này. Đây là dâu của cái con gì á mà hai anh bánh á như này. Con này không có biết tên, cũng không có mùi như màu màu như màu hồng nhạt, không có mùi xuống tay.